cái dây chì này là một cây 2B và một cây 6B nha mọi người. Các bạn mua 2B để các bạn phát thảo và một cây 6B các bạn nhắn lên. Và đây là một cục gươm. Tại vì mình hết gươm rồi mình dùng cái dây chì này có đầu gươm để mình bôi ha. Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình là Xin. Và hôm nay mình sẽ làm một vlog về hướng dẫn các bạn vẽ các bạn. Và nhiều các bạn đã hỏi mình và kêu mình hướng dẫn cho cách vẽ những hình cơ bản tại nhà, để các bạn học xăm tại nhà có thể làm những cái hình tốt hơn. Các bạn biết rồi đó, là những cái hình xăm á, ví dụ như các bạn xăm lên da đi mà các bạn can mắt nét đi, các bạn biết vẽ đó đúng không? Thì cái vấn đề vẽ này cũng rất là quan trọng. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ những cái hình mà nói chung là các bạn ưa xăm nhất. Hình đầu tiên chắc chắn mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là hình vẽ hình cá chép nha các bạn. Confit đó mọi người. Và nó cũng rất là đơn giản, không có gì đâu. Không có nhiều, mình cùng vào nha. Ok. Và việc đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là một mẫu nè, mẫu vẽ nè. Hôm nay mình sẽ vẽ cá là đây Confit ha. Mình đầu tiên các bạn đơn giản thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đầu tiên đó là vẽ nét trước đã, rồi cái phần sau, cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh bóng lên. Mình sẽ có một cái mẫu, các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy A4 và hai cái giấy chì. Cái giấy chì này là một cây 2B và một cây 6B nha mọi người. Các bạn mua 2B để các bạn phát thảo và một cây 6B các bạn nhắn lên. Và đây là một cục gươm. Tại vì mình hết gươm rồi mình dùng cái dây chì này có đầu gươm để mình bôi ha. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái 2B. Ok, mình sẽ dùng cái 2B trước nha. Về phát thảo trước, vì đầu tiên thì mình sẽ xác định trước, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ một cách nhanh nhất và cực kỳ đơn giản nhất, không cần phải giống như những họa sĩ người ta phải vẽ gì đo tỷ lệ rất là khó lắm các bạn. Hôm nay mình sẽ dễ hướng dẫn cho các bạn vẽ một cách dễ nhất và nhanh nhất ha. Và nói chung mình không phải là một họa sĩ nên mình vẽ đôi lúc có tỷ lệ nó không đúng, nhưng mà cũng không sao, các bạn chỉ cần biết vẽ là ok rồi. Và nếu mà các bạn xem video mình, video này các bạn vẽ được thì để lại một comment để ủng hộ tinh thần của mình ha. Rồi, việc đầu tiên á, các bạn làm á, thì các bạn dùng cái 2B và xem con cá nó sẽ như thế nào. Rồi, các bạn nhìn trên mẫu á, thì con cá nó cong như vậy, thấy không? Thì mình sẽ để lên cái giấy chì của mình. Ok, mình để lên đây. Giấy chì đây mình để cong như vậy. Đó. Rồi. Đây là cái đầu cá, mình xác định đầu cá. Nó một cái hình tam giác các bạn thấy không? Mình sẽ để một cái hình tam giác như vậy. Đó. Đây là hai cái cửa vây hay cái gì đó, không biết nữa. Đó, mình sẽ tạo ra. Đây là cái vây cá ở trên. Đó, mình xác định cho nó nhiều dạ như đây. Nếu các bạn không biết các bạn lấy cái giấy chì bạn đo lên như nè. Đó, có cái vây như đây. Mình để lên, còn không thì mình cứ phóng đại nó đại đi. Phóng đại nó ra. Đây. Cái vây nằm đây đi. Rồi. Ok. Rồi. Đấy, đó, vây cá xong. Ở đây dưới lường bụng của nó áo luôn. Rồi, đây cái đuôi nè, cái đuôi. Ok. Đó. Là mình đã làm xong cái phác thảo rồi. Rồi, bây giờ tới tiếp tục là mình sẽ đi ra thử nha. Đầu tiên á, mình vẽ thì các bạn sẽ vẽ cái đầu trước nha các bạn. Đây mình để các bạn xem rõ hơn. Rồi, mình phác thảo cái đầu trước. Thì mình sẽ đi cái phần này. Phác thảo thì các bạn cứ đi từ từ với chị nè. Đó, gặp lại với mình. Mình không phải là họa sĩ. Mình đi ra đây, chỉ hướng dẫn các bạn một cách đơn giản nữa thôi. Đó, các bạn phác thảo cho mình. Đây, tất cả miệng, không? Mình vẽ một cách đơn giản là cách tiếp xúc. Ví dụ như này, đó, mình vẽ được cục này. Thì đây, dưới đây có cục này đúng không? Đó. Rồi, tới đây bên đây có một cái râu nè. Các bạn vẽ cái râu ra. À, đơn giản vậy thôi. Rồi, tiếp theo thì mình vẽ cái miệng qua tiếp theo đây. Qua cái miệng đây sẽ tiếp xúc một cái râu nữa. À. Rồi, cho nên là ngay cái mắt cá nó có cứa nè. Đây luôn, rồi tới mắt cá. Ở dưới mắt cá có hai cái lằn các bạn nhớ đi hai cái lằn ra nè, nó lằn cá sẽ giữ lên. Ok.
ở đây mình sẽ vẽ cái mang cá. Cái mang cá thì các bạn chú ý ha, mình sẽ vẽ cái này trước, cái này ra, chứ đừng có vẽ cái này trước nha các bạn. Vẽ này nó là dễ hơn. Rồi các bạn phát thảo ra cái mang cá ra. Rồi, rồi tới cái cục này, cục nhỏ này trên đây. Trên đây nó nằm vậy đúng không? Rồi. Ok, rồi tới cục này. Rồi cục tròn này. Xong. Rồi. Tới đây các bạn cầm vào. Rồi xong bắt đầu. Mình đã phá hảo xong bắt đầu rồi. Bây giờ mình tới cái mình. Mình đi cái này ra. Đó, trong lúc phá thảo phun nãy, nếu mà các bạn sai thì các bạn vẽ lại nó không sao. Rồi, tới đây. Rồi, ở đây là cái giống như cái tay đó. Mình gọi là cái tay cũng được. Đó. Xong. Ở đây. Đây nó sẽ có một cái vi cá trên đúng không? Đó. Rồi. Ở đây mình sẽ để được cái tay dưới. Mình không biết gọi cái tay gì hết, nhưng mà cái gọi tay dưới cho nó vui thôi. Rồi. Mà nhớ cái vẽ hay nó một cái hình vòng ở trong nữa các bạn. Ok. Rồi ở đây cái bụng dưới nè. Rồi các bạn cứ làm cho nó, tại vì mình phát thảo rồi. Đây để cho nó cong chứ. Đó. Giờ muốn vẽ được cái đuôi này thì mình kéo mờ này ra. Nhớ các bạn phát thảo thì các bạn đi mờ nha, chút để mình dễ bôi. Thì chút mình nhắn 6B nữa. Rồi. Đây. Mình bỏ sóng nước ra đi. Bữa sau mình sẽ hướng dẫn các bạn dễ sóng nước luôn. Vậy tới đây mà mình kiểu như nó mắc thì mình cứ tưởng tượng đó là nó có một cái đuôi dài ra đây nữa. Mình dễ hơn nó vậy thôi. Rồi. Mình đâu nào sĩ mình đo đúng tỷ lệ đâu. Vậy thì nó cảm tính mình đúng không? Đó. Ok, bây giờ là mình phát thảo được phun cá rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cây 6B. Cây 6B thì mình nhắn lên. Đầu tiên mình sẽ nhắn cái đầu trước nha mọi người. Mình nhấn mạnh xuống xíu. Cái 6B giống như mình đi nét ra lại đó. Các bạn tập là giữ trì luôn. Đừng có đi thôi thì cơ sạch, mà bạn giữ trì luôn. Nó đi một dứt quét cho mình vậy đó. Để các bạn tập giống như bạn đang xăm luôn. Đây có hai cọng rau. Ok. Xong đây mình có một cọng rau đi qua chỗ này. Mình cho nó xuống qua chỗ này cũng được. Đó. Nè, các bạn thấy không? Cái miệng này nó hơi sai sai này, mình sẽ bôi đi. Các bạn bôi thì các bạn nhớ nhẹ thôi. Nhớ phải bôi nhẹ nhàng nha, từ nó đá nè, chứ đừng nhấn mạnh cái gươm quá thì nó sẽ đen luôn nha. Rồi nhẹ cọng rau thứ hai. Đó, mình thì thích cọng rau nó phải dài vậy nè. Các bạn vẽ cái đầu, thích cái đầu như thế nào thì cứ vẽ cái đầu đó thôi, tại vì mình đã phát thảo nãy là biết cũng nằm ở đâu rồi, đi rất là sướng mọi người.
thích nhất là công đoạn này luôn á. Đây con mắt nè, con mắt con cá thì thường mình thích nó dễ dài vậy đó, còn bạn nào thích dễ như mẫu cũng được. Rồi tới đây có con rau này sẽ có một đường này vậy. Sửa lại chút xíu, mình sẽ sửa cái miệng lại chút xíu nha mọi người, miệng nó hơi kỳ. Bạn thấy kiểu như bạn đánh xong các bạn thấy chỗ nào nó hơi sai sai, bạn sửa lại hả? Mình thấy không chiên nhỉ? Cái đường nhỏ mình cũng thêm vô luôn, mình biết chút hoàn phân rồi mình đánh thôi đó.
vậy là mình đã đi khung xong được con cá rồi các bạn. Đấy, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đến mình vẽ vảy cá luôn. Bây giờ mình sẽ bôi. Thế thì các bạn sẽ bôi những cái dư đi. Những cái nét dư như vậy các bạn bôi đi. Bôi nãy cái nét mình phát thảo. Đầu tiên mình sẽ vẽ những cá thì các bạn đơn giản nhất, mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ mấy cái bông ra luôn nha. Để mình tập mà, bắt đầu tiên mình tập mình không cần phải vẽ cái bông này vô đâu. Mình sẽ vẽ cái dãy này giữa trước nè. Mình sẽ kéo cái chỗ hành này ra. Nhẹ thôi. Giữa, mình sẽ vẽ cái dãy cá giữa trước. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt tiếp. Các bạn nhớ đơn giản đây, mình sẽ vẽ hai cái này ra để mình hướng dẫn các bạn. Bạn cứ nhớ đơn giản là một cái dãy giữa thì sẽ có hai dãy hai bên và sẽ vừa khoảng trống ở giữa. Đây là cái cách vẽ vảy cá mà đơn giản nhất và nó dễ xăm nhất các bạn. Các bạn tập này cho mình đi. Rồi, tiếp thôi. Đây có một cái nè. Ở đây thì mình cho nó một cái nhỏ đi để mình bắt ở đây nữa. Đó. Vậy thôi. Rồi, vẽ một cái dãy giữa nữa. Vậy vảy cá nó phải đúng nha mọi người. Vậy sai là nó thì các bạn xăm rất là khó luôn. Đây một cái nè. Rồi đây một cái nè, đây cái này thôi. Rồi, để bắt luôn. Đang dịch thế này thì các bạn nằm đang tập xăm ở nhà mình tập vẽ này đi, cho lên tay. Ở đây thì mình cứ tưởng tượng là nó có thể có một cái vảy cá dính đây thì mình vẽ thôi, cứ vẽ từ từ các bạn, đừng ở đây đừng hấp tấp nha, hấp tấp là tiêu luôn. Đây, cái này mình quen rồi nha các bạn, mình quen rồi cái mình đi bằng 6B luôn, còn bạn nào chưa quen các bạn thì đi bằng cái 2B trước, 2B trước rồi mình nhắn là chính hãng. Đấy, sáu bên nhắn lên cho ăn lỡ mình đi sáu bên mình đi lộn cái mình bôi cái mình qua lại nó nhìn con cá nó dơ lắm. Giờ em à, bạn làm càng sạch thì nó càng đẹp thôi, có gì. Dài quá thì các bạn thêm cái dãy vô. Đây thêm cái dãy nhỏ đi đó. Dưới này nè, anh không có giấy kê nữa. Chỉ ở trên mặt kính mình hơi khó chứ. Việc vẽ này các bạn phải kiên trì các bạn, đừng có cố gắng mà vẽ thì là nhanh hơn nó dễ bị lộn lắm, lộn cái vẽ mà nó nhìn nó xấu đi nè.
tuần trước rồi đó. Còn sao bắt đầu nó hơi lộn tròn rồi đó các bạn. Đó, các bạn vẽ xong các bạn thấy cái đường này đó. Thì mình dành bóng rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ cái đuôi luôn. Đuôi mình sẽ bắt đầu từ góc này đó. Đây, góc này ra. Nào mình thấy mình bắt nó không tới thì em dãy vô không sao hết. Đó, tới đây mình nó rộng rồi nè, bắt buộc phải em dãy thôi các bạn. Dịch này thì mình biết là ảnh hưởng anh em ha, ngay cái mình cũng vậy nữa. Chúc anh em đang coi video này có một sức khỏe thật nhiều nha. Chẳng là mùa dịch anh em vượt qua để làm gì tiếp tục ha. Sức khỏe thật tốt nha mọi người. Đó, xong. Như vậy là đã xong phát thảo rồi mọi người. Đó, đơn giản thôi các bạn. Tới đây, xong rồi. Hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh bóng vô con cá này bằng cái mẫu này luôn. Mẫu này nó không có đánh bóng nha ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh bóng và các bạn sẽ biết và các bạn sẽ làm mình tin những cái hình khác luôn, không cần phải nhìn mẫu luôn các bạn. Ok ha. Video này tới đây là tạm dừng ha. Mình chúc các bạn thật nhiều sức khỏe để có vượt qua được cái cơn đại dịch này ha. Và chúc các bạn thợ xăm sẽ có thật nhiều khách. Các bạn thấy hay có thể like, share, subscribe, ủng hộ kênh mình để mình có tinh thần làm tiếp theo mọi người. Các bạn nào mà đăng ký kênh mình rồi á, thì các bạn hãy bấm cái chuông á để các bạn có được thông báo khi mình đăng video ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và các bạn nhớ vào thứ năm tuần sau. Bữa nay là thứ bảy rồi mọi người. Thứ năm tuần sau các bạn nhớ coi livestream mình để nhận quà nha. Mình đã nói trên cái livestream kia rồi đó. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Xin đến từ Xin Tattoo.